Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Xế Ngọng Vlog. Clip này lại là một clip quảng cáo bán hàng đó. Thì chia sẻ với anh em một chút trong các chuyến camping. Đi đâu cũng thế, đi camping hay gì đi thì cũng không thể thiếu được những món đồ thiết yếu là cái bóng đèn này. Trong ví dụ như anh em cắm trại qua đêm thì có thể dùng vào việc chiếu sáng, hoặc là dùng bất kỳ vào trường hợp mình nào đấy. Thì có rất nhiều loại đèn nhé, có rất nhiều loại đèn. Nhưng vì sao mình lại chọn cái đèn này và mua về sử dụng? Mình mua về sử dụng thấy hay nên mới nhập thêm số lượng về để bán. Cái thứ nhất là đây, cái hộp của nó đây, anh em có thể thấy nhá, đây là hộp của nó. Cái thứ nhất là nó dùng cổng sạc USB. Đó, dùng cổng sạc USB và có cả tính năng sạc cho cái khác. Nó vừa là cục pin dự phòng, vừa là cái bóng đèn. À, dùng USB để sạc thì lúc nào hết điện anh em có thể dùng ngay điện tẩu mà cổng sạc USB trên xe để cắm sạc cho nó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở chế độ sáng nhất, ở chế độ sáng nhất của bóng đèn là nó có thể sáng liên tục 5 tiếng đồng hồ. Mình test rồi, mình sử dụng rồi. À, sáng liên tục 5 tiếng đồng hồ là cái thứ nhất. Và nó có 3 chế độ nhé. Chế độ sáng nhất này, sáng nhất là được 5 tiếng. Chế độ thứ hai là đèn mờ. Cái này có thể là buổi sáng mình quay thì nó sẽ không rõ đâu, anh em sẽ không thấy. Nhưng cái chế độ này để làm gì? Để chụp ảnh sống ảo, treo lên nhìn nó mờ chụp ảnh, hoặc là khung cảnh nó sẽ rất là chill, nó rất là lãng mạn đó. Và tiếp theo cái này này, cái chế độ SOS này cũng khá là hay. Ví dụ như anh em đi đường dài, đi buổi tối, xe bị lổ lốp chẳng hạn, hoặc là phải thay lốp hay như thế nào đấy, thì có một vài cái bóng này trên xe. Cái thứ nhất là một hai bóng để chiếu sáng, là mình có ánh sáng để việc thay lốp, hoặc là kiểm tra xe, hoặc là như thế nào đấy. Và có một hai bóng để ở cuối xe, để đèn chế độ nhấp nháy này buổi tối rất là sáng, nhấp nháy khá là tốt. Nên là để SOS cảnh báo, nó có khá nhiều tính năng khá hay. Đấy, nên là mình dùng vào việc này. Và thông số của nó là 1800 mAh nhá, nên là sáng được. Thật ra cái mAh này nó cũng hơi trừu tượng, nhưng mà test ánh sáng ở ánh sáng cao nhất mình dùng rồi, được 5 tiếng đồng hồ là ok. Đó. Cái bóng này hiện tại mình đang bán là khoảng 130.000. Cũng order hàng táo bạo về. Anh em nào có ý định mà có quan tâm đến thì hiện tại mình sẵn thì cũng số lượng còn ít thôi. Nhưng là nếu mà không quá gấp thì có thể đợi mình order về. Đó, thì là 130.000 nhá. Tiếp theo là cái bóng này. Cái bóng này mình mua về để làm gì? Mục đích sử dụng duy nhất của nó là đem lại cái không gian lãng mạn. Khá nè. Cái nào mình nắp điện nó nhỉ? Ở đây. Đó, đem lại một cái không gian lãng mạn. Ở một vài bức hình mình có chụp ấy, mình treo ở trên cái bà tăng này này. Buổi tối nhìn nó lung linh, nó huyền ảo. Nó giống như kiểu anh em vào quán cà phê mà như kiểu dạng không gian xưa ấy. Có những cái bóng đèn ánh sáng vàng, và nó rất là mờ ảo, nó lung linh huyền ảo. Thì cái bóng này cũng thế, nó có chế độ hai chế độ. À, ba chế độ chứ. Sáng này, sáng vừa này, và hơi mờ mờ. Đó thì cũng khá là hay. Thì để treo lên như thế này nhá. Tiếp theo dùng vào việc gì nữa? Tiếp đây nó cũng lại khá hay. Đây, cái này khá tiện này, em có quay được không? Đây này. Đây, để như này. Như một cốc lến. Đây, anh em có thể để thành như này. Mình dọn cái này đi một chút nhá. Đó, anh em có thể để thành như này, thành những cái cốc lến. Thay cho cái lến đây để có thấy chill không? Để ví dụ như buổi tối sau khi ăn uống xong này, gia đình ăn uống xong, có thể để cái này và một ấm trà ngồi chill. Như là một cốc lến, có thể chỉnh được nhiều chế độ, có thể sáng, có thể vừa là không gian cái khu vực xung quanh bàn của mình này, vừa là đó, cái này chủ yếu mình cũng không biết nói thế nào nữa, nhưng cái này phục vụ chủ yếu để cho cái cảnh ảnh sống ảo, hoặc là tạo cái không gian lãng mạn chill thôi. Nó không đem lại hiệu quả ánh sáng nhiều. Có nghĩa là không đem lại hiệu quả ánh sáng nhiều, nhưng lại đem lại hiệu quả về sống ảo, về thị giác, phục vụ về cái nhu cầu như kiểu đi đâu ai cũng thế thôi, muốn chụp những bức ảnh lung linh huyền ảo rồi up lên Facebook, thì cái này nó phục vụ mục đích như thế. Nó có, đây mình tháo ra cho anh em xem. Nó có cổng sạc USB nhé. Có cổng sạc USB, nhưng nó có một cái khá là bất tiện, đó là muốn sạc được cái USB này thì anh em phải mua cái loại pin cắm sạc được. Nhưng nếu mà không mua pin cắm sạc được thì có thể dùng pin con thỏ.
lắp 3 quả pin con thỏ vào đây và để chế độ sáng. Thì cái này nó bóng led của nó ở yếu thôi nên là để cả đêm được, để cả một đêm. Thì mình nghĩ chắc là cũng chả ai để sáng cả một đêm đâu, nhưng mà nó sáng mờ mờ mà, nên là anh em cứ để nó sáng cả một đêm vô tư, không vấn đề gì. Ba quả pin, ba quả pin này, một bộ pin con pin tiểu thì cũng chỉ 5.000 một tấy, thì là mỗi chuyến đi thì anh em chỉ dùng hết khoảng 4 vỉ chẳng hạn thì cũng chỉ có 20.000 thôi, dùng khá là hay. Mình cũng không nghĩ không nhất thiết là phải dùng đến cái cổng, mua cái loại pin cắm sạc được đâu, không cần thiết. Đắt, có khi còn đắt hơn cả cái đèn này. Treo lên như thế này, đây anh em có thể thấy treo lên để sống ảo đó. Thì giá bao nhiêu ta, để mình phải đi check lại giá đã chứ mình cũng không nhớ đâu. Anh em đợi mình một chút nhé. Giá không nhớ đâu, mình không nhớ giá chính xác, nhưng cũng dao động vào khoảng hình như 160 hay 170 gì đấy, nhưng không nhớ chính xác nha giá nha. Nếu anh em nào quan tâm có thể inbox mình để số điện thoại, Zalo, Shopee các thứ ở phần mô tả đấy, anh em có thể liên hệ với mình qua những cái kênh thông tin đấy để đặt mua đấy nhá. Clip này mình làm đến đây thôi, xin chào anh em.